Palestine lên án vụ tấn công tại đền do Thái giáo, tên tự hát Hòa Lan. Ngoại trưởng Riyad al-Mawki của Palestine đã lên án việc hai người Palestine tấn công người Do Thái đang cầu nguyện tại một ngôi đền Do Thái giáo ở Jerusalem. Hai người đàn ông Palestine dùng dao xẻ thịt và một khẩu súng đã giết chết bốn người trong ngôi đền trước khi họ bị cảnh sát bắn chết. Ba trong bốn nạn nhân là người có quốc tịch Hoa Kỳ và Do Thái, người thứ tư có quốc tịch Anh quốc và Do Thái. Ngoại trưởng Moki đang biến thăm Hòa Lan nói rằng, giết người vô tội là hành động phải lên án, dù là người Palestine hay Do Thái. Đây là hành động không giúp cho tiến trình hòa bình và làm giảm căng thẳng ở Jerusalem. Ngoại trưởng Moki đã lên án vụ tấn công trong lúc rời tòa án hình sự quốc tế. Tại đây, Ngoại trưởng Moki đã gặp trưởng lý Fatou Ben Souda, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu thề sẽ nặng tay đối phó và lên án chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas đã kích động bạo động. Tổng thống Abbas đã ra bản tuyên bố lên án vụ tấn công đã diễn ra sau gần một tháng bạo động vì người Palestine tức giận, cảnh sát do Thái đã xâm phạm ngôi đền Al-Qaqsa, được coi là nơi linh thiêng đứng hàng thứ ba trong thế giới Hồi giáo. Bạo động đã gia tăng ở Jerusalem trong tháng qua, 5 người do Thái và một du khách ngoại quốc đã bị đâm chết hay bị xe tông chết. Khoảng trên 10 người Palestine bị cảnh sát do Thái bắn chết chiến tranh 50 ngày ở giải Gaza trong mùa hè, tranh chấp về việc đưa vào ngôi đền Al-Qasa là nơi được coi là nơi linh thiêng của người Hồi giáo và Do Thái là những nguyên nhân đưa đến bạo động. Vụ tấn công ngôi đền Do Thái giáo là vụ tấn công lớn nhất ở Jerusalem kể từ năm 2008. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng đây là một vụ tấn công khủng bố và đã điện thoại cho Thủ tướng Netanyahu để phân ưu. Đài phát thanh Palestine diễn tả hai người tấn công là liệt sĩ và phong trào Hamas đã lên tiếng ca ngợi họ. Báo chí Palestine cho biết Hai người tấn công là Gasan và Uday Abu Jamal là hai anh em họ ở quận Jabor, Mukaber và nói rằng họ là thành viên của một nhóm dân quân nhỏ. Sâu sát đã diễn ra khi cảnh sát do Thái tiến vào quận Jabor, Mukaber để ruồng bắt những người tình nghi.